For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn chuyển đến những thông tin chi tiết chúng tôi vừa cập nhật. Thực hư hình ảnh cô đậu Công Lý tập táo quân cùng giàn táo. Cư dân mạng xôn xao háo hức với bức ảnh chụp các nghệ sĩ quen thuộc đang chăm chú đọc kịch bản. Chỉ còn gần một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, cư dân mạng càng nóng lòng chờ đón tin tức hình ảnh về những buổi tập luyện của dàn nghệ sĩ tham gia gặp nhau cuối năm. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh chụp cảnh các nghệ sĩ Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Công Lý cùng chăm chú đọc kịch bản. Ngay phía dưới bài viết, hàng loạt bình luận đã bày tỏ niềm yêu thích, háo hức khi thấy cô đậu. Nhiều người còn khẳng định chắc nịch năm nay Công Lý sẽ tiếp tục trở lại với vai Bắc Đậu. Tuy nhiên thực tế, hình ảnh này là buổi tập luyện táo quân từ năm 2019. Hiện tại các nghệ sĩ vẫn chưa hé lộ thêm thông tin, hình ảnh hay clip nào về việc tập táo quân năm nay. Phía đơn vị sản xuất chương trình cũng vẫn giữ kín bảo mật thông tin. Trong Táo Quân 2023, dù không có nhiều câu thoại nhưng sự xuất hiện của nghệ sĩ Công Lý sau thời gian sức khỏe yếu cũng đủ khiến khán giả rất xúc động. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc và mong mỏi nam nghệ sĩ tiếp tục tham gia trong Táo Quân năm 2024. Gần đây, nghệ sĩ Chí Trung cho biết Táo Quân 2024 đã chính thức khởi động, báo hiệu một năm mới sẽ lại có món ăn tinh thần mà nhà nhà mong chờ. Điều đặc biệt, năm nay, đạo diễn Trần Lực sẽ đảm nhận vai trò dàn dựng chương trình. Đây là một đổi mới so với 20 năm gặp nhau cuối năm từ trước tới nay. Cũng vì vậy, Táo Quân năm nay sẽ có một phiên bản mới lạ, độc đáo. Dàn nghệ sĩ tham gia trong chương trình sẽ có khoảng 50% là những gương mặt quen thuộc, gắn bó trong nhiều năm qua, và còn lại là các nghệ sĩ trẻ mới. Trong hình mới đây được nghệ sĩ Chí Trung đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra những gương mặt quen thuộc như Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long. Việc bộ tứ của Táo Quân đang cầm trên tay kịch bản khiến nhiều người chắc nịch việc các nghệ sĩ đang tập luyện cho chương trình cuối năm. Trước đó, nghệ sĩ Tự Long cũng hé lộ bức hình chụp cùng Xuân Bắc tại cơ quan kèm theo câu nói gợi nhiều tò mò. Liệu Táo Quân năm nay có gì hay? Nhiều người phỏng đoán những gương mặt gạo cội của gặp nhau cuối năm chắc chắn phải có Tự Long, Xuân Bắc bên cạnh nghệ sĩ Chí Trung, Quốc Khánh. Bên cạnh đó, một số thông tin bên lề cho hay hai gương mặt nghệ sĩ là Thanh Hương, Thái Sơn nhiều khả năng sẽ góp mặt trong gặp nhau cuối năm. Thanh Hương được biết tới qua nhiều vai nữ chính trên màn ảnh nhỏ, gần đây nhất phải kể tới vai Luyến Lươn trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Nghệ sĩ Thái Sơn mới đây có mặt trong danh sách những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Gần đây, anh bén duyên với những vai phụ, khi thì hài hước, lúc lại phản diện trong nhiều tác phẩm xuất sắc. Khi được hỏi về thông tin thay thế nghệ sĩ Công Lý đóng Bắc Đẩu trong Gặp Nhau Cuối Năm, nghệ sĩ Thái Sơn cho biết anh đang tập luyện cho chương trình Gala Cười, còn về Táo Quân, anh chưa nhận được thông tin gì. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.